Về cái vấn đề mà video clip vừa đã nêu ấy, thì tôi cũng xin phép là cũng được giải trình như thế này. Toàn bộ cái tuyến đường Ngô Quyền này thì là cái chiều dài của nó là 2016 m. Nếu mà tính từ cái cổng tổng công ty thì xã Hà Long cho đến ngã ba sao đường Vĩnh Thông, thì cái đoạn này ấy, thì chúng ta đúng như trong video clip đã nêu ấy, thì chúng ta đã sửa được đoạn này. Là đoạn chạy đến chỗ ngã ba của nhà máy sắt Trang Bát Nhôm thì cái đoạn này là chúng ta sửa tương đối hoàn chỉnh, bởi vì là chúng ta đã có cái nguồn vốn đến cái nguồn vốn dư từ cái đường 7. Thế còn lại thì cái đoạn còn lại thì như trong video clip đã nêu, thực ra thì trong video clip đã nêu này cái một số hình ảnh nó nằm trên tuyến đường này, một số nằm trên tuyến nhanh. Thì cái chỗ này thì báo cáo các đồng chí như thế này, là thành phố cũng đã cho lập dự án. Và trước kia là chúng ta giao cho cái công ty công trình đô thị là chủ đầu tư từ năm 2003, và phải nói dự án này là chậm. Thế dự án này là chậm thì trước kia thì phải nói rằng cái tình hình và cái tuyến đường này thì phải nói là vô cùng là tồi tệ. Thì trong cái thời gian vừa qua cái dự án này chậm thì nó có chậm, và nguyên nhân thì ta phải nói với nhau rằng là nguyên nhân là khó khăn của nguồn vốn. Thế là thứ nhất. Thế thứ hai nữa mà nói thì các cấp các ngành để xuống bắt tay vào cái triển khai cái dự án này nó cũng chưa được quyết định, trong đó kể cả công tác xem xét đề nghị văn bản. Thế còn thì chúng ta thấy rằng là cái phần đoạn đường này nó ảnh hưởng ấy, về giao thông ấy, về vấn đề thoát nước ấy, thì cái việc thứ nhất là nguyên nhân chính là do cái dự án chính là chúng ta chưa triển khai, mà chúng ta mới trong cái giai đoạn vừa qua thì chưa triển khai được dự án chính, thì chúng ta mới tập trung để nâng cấp được cái mặt đường và điện chiếu sáng thì có. Mặt đường và điện chiếu sáng thì có. Nhưng phải nói rằng một cái nguyên nhân nữa là chúng ta các trong quá trình mà xây dựng, cải tạo các quy trình, chúng ta làm được cái này chưa để ý đến cái khác. Thế làm được cái này thì chỉ ý được cái dự án này, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó là các dự án khác thế nào thì chúng ta phải nói rằng là cũng chưa được khắc phục triệt để. Đấy là tình trạng nhiều cái dự án, đặc biệt những cái dự án lớn của chúng ta. Làm cái này lại gây ảnh hưởng các khu vực khác nhau, thì ở đây cũng có những cái tình trạng như vậy. Thế thì cái nguyên nhân chính cơ bản nó là như vậy. Thì cũng báo cáo với đồng chí rằng là hiện nay thì bản thân tôi cũng đã đi trực tiếp đi khảo sát lại toàn bộ tuyến đường này. Có thể nói rằng là nếu theo như dự án mà chúng ta mở ra được rộng đến như vậy, hiện nay triển khai rất khó khăn. Nó khó khăn bởi vì rằng xung quanh ấy, nhà dân xây sát hết, xây thậm chí là nhiều nơi đều đoạn không còn vỉa hè. Mà bây giờ tôi đi qua vẫn thấy đang xây. Thế và cái việc triển khai như thế nào, vậy thoát nước làm sao? Thì ở đây thì chúng tôi cũng đã kiến nghị ủy ban, ban đồng ý là để khắc phục được triệt để vấn đề này, chúng ta tiến hành theo quy định. Thì bây giờ là chúng ta phải đánh giá lại cái dự án này, thế phải khảo sát lại. Bởi vì cái phương án, đến phương án trước kia mà để thoát nước ấy, từ phi 800 cho đến phi 1000 mà đi trên vỉa hè, bây giờ làm gì có vỉa hè mà đi, thì phải tính toán khảo sát lại toàn bộ cái dự án này. Và cũng giao để, và ở đây thì chúng tôi kiến nghị của ủy ban giao cho Sở Giao thông Vận tải cùng với quản lý ban quản lý Ngô Quyền và các ngành có liên quan giả soát đánh giá lại và đưa ra cái phương án hợp lý nhất về mặt kỹ thuật cũng như về mặt về tài chính, thì để có thể khắc phục được cách có triệt để hoàn toàn được cái tình trạng như trong video clip vừa qua thể hiện, thì cũng xin phép được báo cáo bộ chính và giải pháp là như vậy. Thì trong cái thời gian đấy mà chúng ta lập dự án ấy, thì ở đây thì trong các cái đặc biệt trong mùa mưa này thì chúng tôi cũng đã đề nghị ủy ban là phải ra công thoát nước và giả soát lại những cái đường hướng thoát nước ở khu vực này, cũng phải khơi thông để khắc phục đến mức cao nhất để hạn chế những nước đọng trên cái đường này trong trường hợp mưa, nếu có mưa to thì nó thoát nhanh hơn, nếu chứ không để đọng lâu dài. Thì cái việc đấy là cái việc mà chúng tôi cũng xin phép cũng là được kiến nghị là về cái cách giải quyết của cái dự án và cái chỗ đường Ngô Quyền là như vậy. Xin phép là cái vấn đề thứ nhất thì tôi xin phép được giải trình như vậy. Thế vấn đề thứ hai là cử tri có thắc mắc về cái dự án xây dựng khu chung cư cao cấp Grand Pacific trong tiến hành chậm tại khu vực trên địa bàn của quận Hồng Bàng, thì tôi cũng xin phép được báo cáo như sau. Đây là dự án đầu tư nước ngoài, chúng ta cấp cho dự án này từ năm 2006 với quy mô là xây 3 tòa nhà chung cư 20 tầng và một tòa nhà văn phòng với tổng mức đầu tư là 16,8 triệu USD. Và dự án thì cần phải hoàn thành trong năm 2013 và năm nay là năm 2015 rồi. Cái dự án này tính đến ngày hôm nay mới hoàn thành được phần thô của một tòa nhà chung cư, hai tòa nhà chung cư khác thì mới hoàn thành được đến tầng 1
Thế còn khu văn phòng thì hiện nay chưa xây dựng. Thì có ý kiến cho rằng là ở đây thì đã có tình hình chuyển đổi đầu tư, thực ra thì chưa phải là chuyển đổi đầu tư mà chủ đầu tư kêu gọi thêm nhà đầu tư mới tham gia cùng. Thì báo cáo quý vị rằng tổng mức đầu tư ở đây là 16,8 triệu USD, thì vốn điều lệ là 10,8 triệu USD, thì các doanh nghiệp này đã thực hiện được, những cái đơn vị thực hiện được là 8,3 triệu USD rồi. Nguyên nhân của nó chậm thì ta có thể khẳng định với nhau một cái điểm như thế này. Đầu tiên cũng cần phải khẳng định rằng là đấy là cái khó khăn về thị trường bất động sản. Chúng ta đều nhớ 2006-2007 là thời kỳ bùng nổ của thị trường bất động sản. Thế nhưng mà khi vào triển khai thì chúng đầu là cái nhà đầu tư thì cũng bắt đầu có một số những cái chủ đầu tư thứ phát đăng ký. Thế nhưng vào triển khai trong thời kỳ trì trệ đi xuống về của cái thị trường bất động sản này thì phải nói rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ. Thứ nhất chúng ta phải cùng nhau thế. Mà trên thị trường của thành phố Hải Phòng chúng ta đã biết rồi, xây chung cư bán rất khó. Một cái dự án mà phải nói rằng là hoàn thiện rất sớm, rất nhanh như City Plaza, bản thân khu chung cư tỷ lệ đã bán được không phải là cao. Thì cái đấy này chúng ta thấy như vậy. Nhà đầu tư thì như vậy là có khó khăn. Thì về sau này thì trong quá trình do thị trường đi xuống thì vốn người ta đã đóng như vậy và vốn huy động vay thêm cũng khó. Thì cái này nó ảnh hưởng đến tiến độ. Ảnh hưởng đến tiến độ thì các ban ngành đã nhiều lần kiểm tra và nhắc nhở, và tất nhiên một mặt chúng ta cũng hiểu được những khó khăn của nhà đầu tư. Thì cái này thì vừa rồi chúng tôi cũng có làm việc lại với nhà đầu tư. Thì nhà đầu tư hiện nay thì người ta cũng đang hướng cái là phải huy động thêm nhà đầu tư mới. Chứ bản thân nhà đầu tư kia thì bây giờ để thực hiện cũng là khó khăn rồi. Thì thứ hai là cũng tìm cách như vậy để huy động thêm cái nguồn vốn vay làm sao hợp lý nhất để triển khai cái dự án này. Thì cũng báo cáo các quý vị thì trong cái thời gian sắp tới, căn cứ vào luật đầu tư mới thì chúng tôi phải làm việc lại với nhà đầu tư, thống nhất lại với nhau về tiến độ và tiến trình triển khai dự án, và đặc biệt phải đưa ra những giải pháp về kiểm soát quản lý. Đặc biệt là vấn đề này. Bây giờ thì nếu trước kia chúng tôi đơn thuần cam kết thời gian tiến độ, thì với sắp tới này không chỉ đơn thuần cam kết về tiến độ mà phải nắm bắt yêu cầu nhà đầu tư cam kết là cộng bằng tiền. Nếu anh thực hiện tiến độ thì chúng ta tịch thu theo đúng quy định, theo đúng quy định của luật đầu tư mới. Thì đấy là những cái mà chúng tôi sắp tới này tiến hành. Thế nếu như nhà đầu tư không thực hiện được mà cái việc phạt nhà đầu tư theo quy định thì chúng ta tích cực tìm những nhà đầu tư khác để thay thế. Thì đấy là cái mà tới đây chúng tôi cũng sẽ triển khai theo ý kiến chỉ đạo của ban dân thành phố. Thì cũng xin phép được báo cáo các đồng chí đại biểu của đồng nhân dân như vậy.